Người ta vẫn nói, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, ai may mắn lấy được một người chồng tử tế thì coi như cuộc đời nở hoa, còn ai không may mắn lấy phải người chồng không ra gì thì cuộc đời coi như bỏ. Tôi đây, sau 5 năm lấy chồng, tôi lại được đứa con gái xinh xinh 4 tuổi. Ngoài con gái ra thì tôi không được gì thêm sau khi lấy chồng cả, thậm chí còn phải đánh đổi nhiều thứ. Ví dụ như sức khỏe, nhan sắc, chưa kể vàng tiền bố mẹ đẻ cho cũng hết sạch. Cũng may là con người đấy, tôi phải mạnh mẽ lạc quan lắm mới giữ được mạng đấy. Không thì chắc tôi cũng đi gặp các cụ sớm rồi. Tôi nói thế, mọi người có hiểu gì không ạ? Vậy để tôi kể chi tiết cho mọi người nghe nhé. Tôi tên là Vi, mọi người vẫn gọi tôi là Tiểu Vi, vì ngoại hình của tôi khá xinh dáng đẹp và tôi có nụ cười duyên dáng lắm, ai cũng nói xinh như tôi thì sau này nhất định sẽ lấy được một tấm chồng giàu và tử tế, rồi cuộc đời tôi sẽ hạnh phúc viên mãn. Ấy thế mà tôi lại lấy được một tấm chồng khá là đẹp trai, hoạt ngôn và khá là nghèo. Chồng tôi tên là Tuấn, hơn tôi 5 tuổi. Anh rất đẹp trai, khéo ăn nói lắm, nhưng nhà nghèo lúc yêu tôi nghĩ khá đơn giản giàu nghèo không quan trọng đâu quan trọng là lúc lấy nhau về vợ chồng có thương nhau không có cùng nhau làm việc có cùng nhau vun đắp gia đình nhỏ rồi tôi nghĩ thuận vợ thuận chồng tát biển đông cũng cạn và lúc đó tôi phải đánh bại cả một đám con gái vây quanh anh để có được anh ấy như tôi đã nói là anh ấy đẹp trai khéo ăn nói nên dù nhà anh nghèo nhưng gái thích anh cũng nhiều lắm. Có được tình yêu của anh cũng không phải là dễ dàng đâu nhá. Ấy vậy mà khi lấy nhau về rồi, tôi mới vỡ mộng. Đúng là một phút nông nổi của tình yêu tuổi trẻ mà. Lúc yêu thì là màu hồng. Sau khi cưới về, nó chuyển thành màu xanh, màu vàng, màu nâu. Rồi chốt hạ, thành màu đen xì luôn mọi người ạ. Lúc cưới, mẹ tôi mua cho tôi hai cây vàng anh trai tôi cho tôi 50 triệu làm của hồi môn để đi lấy chồng, còn gia đình chồng tôi khó khăn. Còn gia đình chồng tôi khó khăn nên không có gì cho tôi cả. Lúc đó tôi dễ tính lắm, tiền nhẫn cưới, tiền chụp ảnh, tiền xe hoa, tôi chi hết, chồng tôi không phải bỏ ra đồng nào cả. Tôi còn mua thêm cho anh ấy vài bộ quần áo mới rồi giày mới. Tuấn chỉ việc làm chú rể của tôi thôi. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Yêu tới mức lú luôn. Mới cưới về, mẹ chồng tôi cứ nhìn chăm chăm vào hai cái kiềng ở cổ tôi. Không lẽ bà nghĩ mẹ tôi mua vàng giả cho tôi ư? Mẹ chồng tôi tên là Lan, 55 tuổi. Bố chồng tôi tên là Công, cũng 55 tuổi. Sau Tuấn còn có cô em gái tên là Ngọc, 19 tuổi, nhưng đã nghỉ học từ mấy năm trước ngày đầu tiên về làm dâu của tôi khá là ấn tượng đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in luôn thay vì ra tiếp đón khách thì mẹ chồng tôi chỉ cầm cái điện thoại ngồi phát trực tiếp rồi khi đón dâu về có nhà gái đông đủ như thế mẹ chồng tôi ra tiếp đoàn khách bên nhà gái nhưng vừa nói chuyện với nhà gái bà vừa phát trực tiếp và mắt không rời điện thoại đến lúc nhà gái ra về bà ra cổng tiễn khách và vẫn phát trực tiếp. Mẹ chồng tôi được cái là ăn chơi và tính thoải mái như thanh niên vậy. Tôi đang quét dọn sân, còn chồng tôi thì xếp bàn ghế. Mẹ chồng tôi gọi Tuấn. Tuấn ơi, vào đây mẹ bảo. Con đây mẹ, mẹ bảo gì con đấy? Này, cái vì đeo vàng là thật hay là vàng giả đấy hả con? Con cũng không biết, mà con nghĩ là vàng thật, chứ ai lại mua vàng giả cho con gái chứ? bà lan bữu môi đây nhá đây nhà vì muốn sĩ diện với dân làng nên mua vàng giả cho con gái đeo đầy cổ đấy tuấn gãi đầu rồi nói um, chuyện này thì con không rõ đâu mà mẹ quan tâm làm gì vàng của vợ con Chứ có phải là vàng của nhà mình đâu ạ tuấn mẹ bảo này tối nay thu hết phong bì của hai vợ chồng rồi đưa cho mẹ nhé ơ ờ, phong bì của vợ chồng con mà mẹ Tiền cỗ tiền dạp Con phải đưa tiền mừng của hai vợ chồng con Để cho mẹ còn lấy tiền trả cho người ta chứ Tuấn gãi gãi đầu rồi nói Vâng Để lát nữa con bảo vợ con Nhớ là phải đưa hết tiền cho bố mẹ đấy Buổi tối Sau khi ăn tối và dọn dẹp xong xuôi Tôi mới vào phòng tắm gội Sau đó tôi mới tháo vàng ra để cất đi Chồng tôi đang ngồi ở giường đếm phong bì Rồi anh hỏi tôi Vợ ơi, phong bì của vợ đâu rồi? Tôi nghĩ là chồng tôi hỏi phong bì của tôi để đếm luôn. Nên tôi bảo, em để trong ngăn tủ đây anh. Chồng tôi mở ngăn tủ lấy phong bì của tôi. Rồi anh cho hết vào cái túi cả phong bì của anh ấy nữa. Anh mang sang đưa cho mẹ nhé. Tôi mới ngạc nhiên hỏi. Anh mang phong bì sang đưa cho mẹ á? Tôi thấy chồng mang hết chỗ phong bì đi, liền gọi lại. Ơ, anh, anh mang đi hết à? Ừ, mẹ nói đưa cho mẹ để mẹ trả tiền cỗ tiền giạp. Anh đứng lại đã. Chồng tôi đứng lại. Tôi mới lại gần rồi nói, "Anh, sao anh kỳ cục vậy? Anh trả tiền cỗ tiền giạp, em không nói, nhưng mà vợ chồng mình cũng phải bóc phong bì rồi ghi vào sổ để theo dõi, sau này còn trả nợ chứ anh." Tuấn gãi đầu, mặt ngu ngu rồi gật đầu. "Ừ nhỉ, anh quên mất." Rồi hai vợ chồng tôi ngồi bóc phong bì Rồi ghi vào sổ Số phong bì của chồng tôi là 30 triệu Còn của tôi đông bạn hơn là gần 50 triệu Chồng tôi đếm tiền Rồi ngạc nhiên nói Ôi em ơi Gần 80 triệu cả à? Thế mà anh nghĩ chỉ tầm khoảng 20-30 triệu thôi ý. Tôi mới hỏi chồng Thế mẹ nói thế nào với anh Mẹ nói là Tối anh đưa phong bì của hai vợ chồng mình cho mẹ, để mẹ trả tiền cỗ với cả tiền giạp. Lúc đó tôi mới nói, thế là anh phải lo hết à? Bố mẹ không lo à? Nếu nhà em mà bố mẹ em cũng giống bố mẹ anh, thì vợ chồng mình làm gì có đủ tiền mà trả hả? Với lại, bố mẹ cũng còn đông khách hơn vợ chồng mình mà. Tiền phong bì của bố mẹ cũng đâu có ít. Vậy sao bố mẹ còn bảo anh phải đưa hết tiền phong bì của vợ chồng mình là sao ạ? À? Anh không biết, lúc chiều mẹ bảo anh như vậy thì anh biết thôi." Tôi chợt nghĩ, giờ mà đưa hết cả 80 triệu cho mẹ chồng tôi thì mai kia có con cái rồi, con cái ốm đau cần tiêu tiền thì lấy ở đâu ra? Cho nên tôi bảo chồng tôi, anh hỏi bố mẹ xem hết bao nhiêu tiền cỗ để vợ chồng mình còn chuẩn bị tiền nữa. "Ơ, ờ, thế không đưa tiền này cho mẹ à? Em nói anh đừng giận nhé." Nếu đưa thì đưa 30 triệu tiền của anh thôi Còn tiền của em Thì em sẽ giữ lại đấy Em để dành mai kia còn nhiều việc phải lo nữa Nhưng mà Mẹ nói đưa hết tiền cho mẹ đấy Thế em mới nói Anh hỏi xem tiền cỗ hết bao nhiêu Rồi vợ chồng mình tính Chứ bây giờ đưa cả 80 triệu cho mẹ Nhỡ mai kia có việc gì Cần lấy tiền ở đâu ra hả anh Anh không nghĩ cho tương lai à Thì lúc đó cần tiền bảo mẹ đưa cho là được. Em không đồng ý. Nếu anh đưa thì anh đưa 30 triệu của anh thôi, còn tiền của em là em giữ lại đấy. Em không nói nhiều với anh đâu. Tôi nhất quyết không đưa tiền của tôi cho Tuấn. Thì anh quay ra giận dỗi, nói là tôi ích kỷ. Nhưng tôi kệ, tôi sẽ không đưa số tiền của tôi cho Tuấn đâu. Gần 50 triệu chứ không phải là ít đâu. Đưa hết rồi, mai kia lấy đâu ra chứ? Tuấn mang tiền của anh sang phòng đưa cho mẹ anh Tôi mang tiền và vàng cất vào tủ Rồi khóa lại cẩn thận Tuấn mang 30 triệu sang phòng mẹ Mẹ ơi Con đưa cho mẹ 30 triệu nhé Bà Lan đeo kính đếm tiền mừng Thấy con trai sang Thì bà giấu một nửa số tiền xuống dưới gối Hừ, Cả hai vợ chồng Mà có được có 30 triệu thôi á Không phải Đây là tiền mừng của con Còn tiền mừng của vợ con nó cất đi rồi ạ à? ờ hay mẹ đã bảo là đưa hết tiền cho mẹ để mẹ trả tiền cỗ mà tuấn gãi đầu nói vợ con nói nó cất đi để mai kia có cần tiền thì có luôn đấy mẹ đồ kì bo kiệt gì cổ đeo hai cây vàng thế mà mẹ còn nghe nói anh trai nó ở nước ngoài về còn cho nó 50 triệu nữa đây nó thiếu gì tiền đâu mà mấy đồng tiền cưới cũng không được Ông Công liền nói Bà vừa phải thôi chứ Còn nó đưa 30 triệu rồi vẫn còn hạch sách Với lại vàng với tiền Là nhà mẹ đẻ cái vi cho nó Chứ bà có cho nó đồng nào đâu Mà bà bắt nó phải đưa tiền mừng của nó cho bà Bà tham ấy Thì cũng tham vừa vừa thôi chứ Ờ hay cái ông này Tôi giữ tiền cho các con thôi Mà ông nói tôi thế mà nghe được à Giờ thằng Tuấn lấy vợ rồi giờ bà không phải quản nó như trước nữa mai kia rồi cho vợ chồng nó ra ở riêng cho thoải mái thấy bố mẹ cứ nói qua nói lại mãi tuấn để tiền ở đó rồi đi về phòng tôi thấy chồng về liền hỏi anh mẹ nói gì không anh mẹ với bố đang cãi nhau đấy cãi nhau về chuyện em không đưa tiền mừng của em cho mẹ đúng không ừ hay là em đưa cho mẹ đi cho đỡ đau đầu không Em giữ lại không phải vì em tiếc gì mẹ đâu, mà em giữ lại để mai kia mình có con, mình lo cho con anh ạ." Tuấn tỏ vẻ thất vọng rồi lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy từ 6 giờ sáng. Tôi quét sân, quét cổng, quét ngõ xong hết rồi mà nhà chồng tôi vẫn chưa ai dậy cả. Vì là dâu mới nên tôi chưa biết là buổi sáng mọi người ăn gì nên tôi chưa nấu vội mà tôi chờ mãi vẫn không thấy bố mẹ chồng tôi và em chồng tôi dậy. Vì đói bụng quá nên tôi nấu mì tôm ăn trước. Tôi ăn mì xong cũng gần 8 giờ sáng rồi mà mọi người cũng vẫn chưa dậy. Buồn quá, tôi mới ra đầu ngõ chỗ mấy cô bán đồ ăn để xem có gì mua không thì cô bán bánh mì hỏi tôi. "Này, cháu, cháu là vợ thằng Tuấn nhà bà Lan à?" "Dạ vâng ạ." Sao sáng nay dậy sớm thế cháu? Dạ, sớm gì nữa đâu ạ? À? Muộn rồi mà cô. Ôi trời ơi, nhà chồng cháu nổi tiếng dậy muộn ở cái xóm này mà. Hôm nào mẹ chồng cháu 9h30 mới đi mua đồ ăn sáng, rồi về ăn trưa luôn đấy. Này thấy cháu dậy sớm, cô hơi bị ngạc nhiên đấy. Thảo nào mà cháu không thấy ai dậy cả. Hóa ra là vậy. Ừ, nếu ngày mai... Mà chưa phải đi làm ở công ty Thì cháu cứ thông thả ngủ hãy dậy Dậy sớm làm gì Dạ cháu biết rồi ạ Đúng như lời cô nói 9 giờ tôi đi chợ về Bố mẹ chồng và em chồng tôi Vẫn chưa ngủ dậy Thay vì nấu bữa sáng Thì tôi chuẩn bị nấu cơm trưa luôn 10 giờ mẹ tôi dậy Thấy tôi nấu cơm Bà đi xuống nhìn tôi rồi nói Vi ra đây mẹ bảo Dạ mẹ bảo gì con ạ Mẹ đã nói là hai vợ chồng đưa tiền mừng cho mẹ để mẹ trả tiền cỗ, tiền bàn, tiền dạp. Sao con lại không đưa? Câu hỏi thẳng thắn của mẹ chồng khiến tôi hơi ngại. Tôi khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. Dạ, mẹ chồng con đưa phụ mẹ 30 triệu rồi. Còn số còn lại con giữ để mai mốt trả nợ thì con đỡ phải xin mẹ ạ. À? Đằng nào cũng vậy mà mẹ. Cô vẫn đi làm bình thường, vẫn có tiền lương hàng tháng, mà có phải cô không đi làm đâu cơ chứ Nhà cô có điều kiện thế cơ mà Còn nhà chồng thì khó khăn Bảo cô đưa tiền để thanh toán tiền cỗ cưới Thì cô không chịu Mới về làm dâu mà đã keo kiệt buồn xỉn với nhà chồng rồi Lo tiền cưới của vợ chồng cô Chứ có phải là của ai đâu Mà cô tính toán như vậy Kìa mẹ Mẹ nói hơi nặng lời rồi ạ à. Thế tiền cỗ với tiền bàn dạp hết bao nhiêu hả mẹ Tổng là 70 triệu mà cô mới đưa 30 triệu. Số còn lại thì ai trả hả? Thế khách khứa của mẹ nữa. Khách của mẹ đông như vậy mà. Mẹ phải trả số tiền còn lại chưa hả? Thế tôi hỏi cô nhá, ai cưới? Anh chị cưới hay là tôi cưới? Dạ, chúng con cưới ạ. Thế thì cô lo đưa nốt 40 triệu để tôi còn trả cho người ta. Mẹ à, con chưa thấy ai bắt con phải chi trả hết số tiền cỗ như vậy đâu ạ nhà người ta giàu có, còn nhà tôi nghèo thì anh chị phải chi trả hết chứ. Tôi nói rồi đấy, giờ tôi mang 30 triệu trả cho người ta trước, còn 40 triệu tôi chờ tới khi nào chị đưa cho tôi thì tôi mang trả nốt. Trời ơi, mẹ kỳ lạ thật đấy. Kỳ cái gì mà kỳ? Tôi nói không đúng à? Chị không đưa 40 triệu là không yên với tôi đâu đấy. Còn bó tay với mẹ luôn rồi. Có mẹ chồng nào mà bắt con dâu phải chi tiền ra bằng được như vậy không chứ? Thì bây giờ có tôi rồi đấy. Tôi thực sự hết cách với mẹ chồng tôi. Không đưa thì không yên ổn với bà ấy. Tôi liền mặc cả. Vậy bây giờ con đưa cho mẹ 10 triệu nhé. Không đủ, phải đưa 40 triệu. Con cũng cần phải tiêu mà. 10 triệu thôi mẹ nhé. Tôi không chấp nhận đủ 40 triệu. Cô đừng có mặc cả. Vậy con chốt thế này, 20 triệu. Không, đủ 40 triệu. Vậy thôi, con không đưa đồng nào nữa. Mẹ đừng có đòi nữa. Ờ hay, cô chơi trò lật mặt với tôi đấy à? Thế bây giờ mẹ chọn đi ạ. À? Một là mẹ cầm 20 triệu, còn không thì không có đồng nào ạ. À? Cô dám ra điều kiện với mẹ chồng cô đấy à? Cô giỏi thật đấy, vì ạ. À. Thế là mẹ không nhận 20 triệu chứ gì ạ? À? Ai bảo là không chứ Đưa 20 triệu nhanh lên Cái thứ còn dâu gì mà ra điều kiện với cả mẹ chồng như cô chứ Thế là mẹ hơi quá rồi con gì Bỏ ra có 20 triệu tiền cỗ Là có ngay một đứa con dâu Hời thế mà mẹ vẫn nói con được Con chịu thua mẹ luôn rồi đấy Đấy Cuối cùng tôi vẫn phải đưa cho mẹ chồng tôi thêm 20 triệu đấy Còn lại tôi mang vàng và tiền về gửi nhà ngoại Bởi tôi biết với cái tính tham tiền của mẹ chồng tôi thì tôi để tiền với vàng ở nhà, có ngày nó bốc hơi hết. Tôi cố gắng tiết kiệm để sau này có con, còn có tiền mà lo cho con. Bố mẹ cố gắng tất cả cũng vì con, vì gia đình, đúng không ạ? Buổi trưa ăn cơm xong, bố mẹ tôi đi ra phòng khách ngồi. Tôi bê bát ra chỗ vòi nước rửa, nhưng cái ngọc nó là em, nó không hề ra phụ tôi. Mà cứ ngồi chơi điện thoại Chồng tôi cho chó ăn cơm xong Anh mang bát ra chỗ tôi và bảo Ơ vợ Rửa bát buổi trưa à vợ Thế buổi trưa thì không rửa bát ạ à? à Tại mọi khi anh thấy cái ngọc cứ tống bát vào chậu ý Tới tối ăn xong nó mới rửa một thể Trời ơi Lại còn thế nữa Ăn xong thì rửa bát luôn cho sạch sẽ khô ráo chứ anh Thì Nhà anh là vậy đấy cứ dồn vào rồi làm một thể Hóa ra là như vậy Thảo nào mà tôi thấy cái Ngọc cứ ngồi chơi điện thoại Không thèm rửa Sao nhà chồng tôi Ai cũng lười như vậy được chứ Tôi rửa bát xong Rồi tôi lau bếp sạch sẽ Xong tôi đi vào Thì cái Ngọc nó nhìn tôi và nói Từ mai Chị không cần rửa bát chưa đâu Tối ăn xong em rửa luôn một thể Sao không rửa luôn cho sạch sẽ hả em? Ít quá rửa không bõ chị, chị cứ thả vào cái thau cho em là được, mà nếu chị rảnh quá thì chị rửa luôn hộ em cũng được. Em có ý kiến gì đâu? Chị nghĩ là em nên rửa bát chưa đi, đừng ngâm trong thau nữa, nhìn kinh lắm. Kinh cái gì? Nhà mình bao năm nay rồi vẫn thế mà. Nhưng mà chị cứ thấy không quen. Không sao đâu, rồi chị sẽ quen mà. Tôi cười trừ rồi đi vào phòng. Tuấn đang nằm chơi game tôi lại gần cạnh hỏi anh nói chuyện với em một lúc đi vợ có chuyện gì muốn nói với anh à anh có thể kể cho em nghe về gia đình mình được không ạ à? em muốn hỏi về vấn đề gì thế trước anh đã kể hết với em rồi mà thì lúc đó anh chỉ kể những điều cơ bản thôi giờ em muốn biết chi tiết ờ được rồi để anh kể em thắc mắc gì cứ nói nhé thế Bố mẹ không làm việc gì ạ à? Sao em thấy nhà mình cứ ngủ tới trưa luôn vậy Không có Có gì đâu mà làm Thế sao trước anh kể nhà bố mẹ anh làm nông vất vả lắm mà À Chưa có mấy xào ruộng Nhưng bố mẹ anh bán rồi còn đâu Ơ ờ, Thế thì nhà mình bán hết ruộng rồi ạ à? Sao lại bán vậy anh Bố mẹ có làm đâu Cứ bỏ cỏ không ý Để bây giờ ông bà bán hết đi Lấy tiền tiêu rồi tôi cười gượng dạ thế là giờ nhà hết ruộng luôn ạ à? ừ giờ còn mỗi cái nhà và cái vườn rau trước cửa kia thôi thế cũng được em đỡ phải làm ruộng vất vả em không sợ vất vả mà mà em thấy hơi ngạc nhiên thôi bảo sao em thấy nhà mình không ai làm gì cả vậy là quanh năm nhà mình chỉ chơi không như vậy ạ à? ừ bố mẹ sức khỏe yếu không làm được ông bà cứ ra đồng về là ông bà ốm nên bán luôn không làm nữa vâng bố mẹ chồng tôi là nông dân chính cống nhưng ông bà lại không biết làm ruộng có mấy xào ruộng từ thời các cụ để lại giờ ông bà cũng bán lấy tiền tiêu ông bà bán ruộng cũng được mấy trăm triệu đấy thế mà cưới con ông bà vẫn bắt con dâu với con trai phải trả tiền cỗ nhưng thôi chuyện qua rồi thì cho qua luôn đi tôi không nhắc lại nữa tôi và tuấn cứ nghĩ là tiền ông bà gửi tiết kiệm rồi hai vợ chồng đi làm cả ngày tôi mới về nên chúng tôi cũng không hề biết chuyện mãi hai tháng sau mới vỡ lẽ ra tiền bán ruộng bố chồng tôi mang đi chơi bạc hết sạch rồi mẹ chồng tôi nghe tin thì ngất lên ngất xuống bà cứ gào thảm thiết Ôi dồi ôi, ông ơi là ông 600 triệu tiền ruộng đấy Có phải là 60 triệu đâu Trời ơi là trời Ông công ơi là ông công ơi Ông giết tôi đi, giết tôi đi Bố chồng tôi vẫn tự tin lắm Cứ từ từ Rồi tôi gỡ lại cho bà gấp 3 lần số đó luôn Bà đừng gào lên nữa Tôi đau đầu lắm Sau đó Tuấn có ngồi nói chuyện với bố, nhưng do Tuấn hiền quá nên lời nói không có trọng lượng. Thậm chí bố chồng tôi còn quát Tuấn một trận vì ông nghĩ Tuấn đang dạy đời ông. Mẹ chồng tôi tiếc của, xong bà lại nghĩ nhiều nên bà bị ốm cả tháng trời. Cái Ngọc đang thất nghiệp nên nó ở nhà chăm mẹ. Vợ chồng tôi đi làm. Bố chồng tôi thì ngày ngày vẫn đi la cà với mấy ông bạn rảnh rỗi. Một tháng sau, ông tiếp tục báo nợ 300 triệu. Mấy người bên xã hội đen tới tận nhà đòi nợ rồi làm um lên. Cuối cùng thì sổ đỏ nhà cũng không còn nữa. Giờ muốn chuộc sổ đỏ về thì vợ chồng tôi phải chạy tiền để trả nợ cho bọn họ. Mẹ chồng tôi lại tiếp tục ốm. Bà gầy rộc người đi. Canh Ngọc ở nhà trông nom đã gần 2 tháng rồi. Nó không còn tiền nữa nên mọi khoản chi tiêu là do vợ chồng tôi lo hết không còn cách nào nữa nên tôi quyết định về nhà đẻ lấy vàng và tiền của tôi về rồi tôi vay thêm tiền bên nhà ngoại để hai vợ chồng tôi mang đi trả nợ lấy sổ đỏ về sau lần đó bố chồng tôi đã hứa sẽ không bao giờ chơi bạc nữa ông nói sẽ đi chạy xe ôm để kiếm tiền phụ vợ chồng tôi trả cho nhà ngoại vì tôi vay bên nhà ngoại 250 triệu mà. Sau này tôi mới biết đó là việc làm ngu ngốc nhất trong cuộc đời của tôi. Tiền và vàng đã hết. Vợ chồng tôi bắt đầu làm lại với hai bàn tay trắng. Mẹ chồng tôi đã khỏi ốm nhưng sức khỏe của bà kém dần nên bà ở nhà và cái ngọc cũng không đi làm nữa, nó ở nhà trông bà luôn. Bố chồng tôi nói ông chạy xe ôm để kiếm tiền trả nợ cho tôi nhưng cả mấy tháng nay ông không đưa cho tôi một đồng nào cả. Và ông tiếp tục báo nợ 200 triệu tiếp. Lúc này thì không còn gì để nói nữa. Tôi còn nợ tiền bên nhà ngoại nên không thể vay thêm. Mà tiền lương của hai vợ chồng về còn nuôi cả gia đình rồi tiền thuốc men của mẹ chồng tôi nữa, nên khoản nợ 200 triệu kia vợ chồng tôi không thể trả nổi. Chồng tôi và bố cãi nhau một trận, tuấn tức lắm anh nói lần này anh mặc kệ, không trả nợ giúp bố nữa, vì cứ trả hết nợ cho bố xong thì ông ấy chỉ ngoan được một thời gian, rồi ông ấy lại tiếp tục chơi tiếp. Không khí trong nhà chúng tôi vô cùng căng thẳng. Không ai nói với ai một câu nào cả. Hai vợ chồng tôi vừa đi làm, vừa lo tiền chi tiêu cho cả gia đình, vừa lo trả tiền lãi cho bố chồng. Áp lực rồi mệt mỏi. Bố mẹ chồng tôi liên tục cãi vã, rồi bố chồng tôi lại tiếp tục đi chơi qua đêm không về. Lúc tối ăn cơm, bố mẹ chồng tôi cãi nhau mà vấn đề chỉ xoay quanh về chuyện tiền bạc. Nhà mang nợ nần, nhưng bố chồng tôi không chịu làm việc để kiếm tiền trả nợ mà ông mặc định cho vợ chồng tôi phải trả hết. Tuấn thấy bố đi chơi liền ra sân kéo xe lại. "Bố, bố lại đi chơi nữa sao? Ngày nào bố cũng đi, bố không thấy chán à?" Thằng này mày bỏ tay ra để tao còn đi chứ. Ở nhà nhìn cái mặt mẹ mày, tao điên tao lại đánh mẹ mày đấy. Mẹ con nói đúng mà bố. Bố đi làm nhưng không lo trả nợ, cứ suốt ngày đi chơi như thế, ai mà chịu được ạ? À? Mày im mồm đi, nói ít thôi. Tao đang chán đời đấy. Bố cứ như vậy thì đến bao giờ mới trả hết nợ đây ạ? À? Tiền lãi mỗi tháng đã hết sạch số tiền lương của con rồi. Tất cả các khoản chi tiêu ăn uống của gia đình phụ thuộc vào đồng lương của vợ con. Thế bây giờ vợ con cũng ốm cũng mệt như mẹ Thì cả nhà mình chết đói hả bố Tao đã bỏ cờ bạc rồi Đáng lẽ mày phải mừng vì điều đó chứ Đừng có giả mồm nữa Bố bỏ được cờ bạc con rất mừng Nhưng bố còn khỏe còn đi làm được Thì bố phải tiết kiệm Rồi dồn vào để trả nợ Rồi sau này trả nợ xong cho bọn xã hội đen Rồi còn lo trả nợ cho bố mẹ vợ của con nữa chứ 250 triệu chưa có ít ỏi gì đâu Bố nợ tiền nhà ông bà thông ra bố không thấy xấu hổ à Hừ, nhà nó giàu thế cơ mà tao tuyên bố luôn tao không trả đấy vợ chồng may trả được thì trả không trả thì tao mặc kệ bố nói thế mà nghe được ạ à? nợ tiền không lo trả lại còn tính quỵt rồi còn mặt mũi nào mà nhìn nhau chứ tao không cần nhìn ai cả mày nói ít thôi bố mà còn như vậy nữa là con bỏ nhà con đi luôn đấy còn mặc kệ bố luôn để người ta tới xiết nợ luôn căn nhà này đi thế thì mày đi đi có ai giữ mày ở lại đâu tuấn ức quá anh không thể làm được gì bố mình anh liền đấm tay vào tường chảy máu và anh hét ầm lên ông công vẫn thản nhiên phóng xe đi tôi chạy ra kéo chồng vào nhà rồi băng vết thương ở tay cho anh tuấn mắt đỏ hoe trong ánh mắt của anh hiện rõ sự đau khổ bất lực Tôi thương chồng lắm Nhưng thực sự lúc này Tôi cũng không biết phải làm sao nữa Những ngày tháng khổ sở của gia đình chồng tôi Bắt đầu như thế đấy Tháng này Mẹ chồng tôi ốm nặng Phải nhập viện điều trị Tôi lấy lương về Tôi đưa cho cái ngọc hết Để nó còn chăm mẹ tôi ở trong bệnh viện Lương của Tuấn tháng này không tăng ca Nên chỉ đủ trả tiền lãi Thế là tôi sang nhà ngoại Lấy gạo, lấy trứng, rồi xin từ mớ rau xin về mẹ tôi đi chợ bà lại mua thịt bà gửi sang cho may có nhà ngoại tiếp tế không thì tôi không biết phải xoay sở như thế nào nữa rồi tôi có thai tôi vừa vui vừa buồn tôi vui vì sắp có con mà tôi lại thấy buồn vì có con đúng lúc gia đình tôi khó khăn nhất đến gạo còn chẳng có rồi thì lấy gì nuôi con đây? Rồi lúc tôi nghỉ thai sản ở nhà không đi làm được thì lấy đâu ra tiền mà chi tiêu? Trong khi giờ cả nhà chồng tôi chỉ trông chờ vào tôi. Thấy tôi nghén mệt mỏi, bố mẹ tôi thương tôi nên ông bà bàn bạc với nhau rồi gom tiền để cho tôi mượn trả nợ. Con không mượn của bố mẹ nữa đâu ạ. À? 250 triệu kia còn chưa trả được đồng nào, giờ sao con dám mượn thêm nữa chứ? mẹ tôi liền nói thôi con cứ cầm lấy đi sau này trả sau cho bố mẹ cũng được chưa giờ không trả cho người ta rồi tiền lãi cắt cổ như thế thì tới bao giờ mới trả được tiền gốc hả con nhưng biết đến bao giờ vợ chồng con mới trả cho bố mẹ được ạ thời gian còn dài mà không cần phải vội đâu con nhìn con vất vả thế bố mẹ không đành lòng vậy con cảm ơn bố mẹ nhiều ạ. À. Ừ, không có gì đâu con. Thế là tôi lại tiếp tục cầm của bố mẹ đẻ 250 triệu nữa để mang về trả cả gốc lẫn lãi cho bố chồng tôi. Lại cầm tiền của bố mẹ đẻ. Đó là lần ngu dốt thứ hai của cuộc đời tôi. Vợ chồng tôi bắt bố chồng tôi phải viết giấy cam kết là sẽ không chơi cờ bạc nữa thì chúng tôi mới mang tiền đi trả nợ cho ông. Lúc này ông có vẻ ăn năn và đồng ý viết giấy cam kết rồi ký tên vào cuối cùng đã trả hết nợ vợ chồng tôi thấy nhẹ lòng hẳn lúc này chồng tôi thương tôi nhiều lắm mẹ chồng tôi cũng rất thương tôi trả hết được nợ bà cũng khỏi ốm rồi đi tới đâu bà cũng khoe này con dâu của tôi nó ngoan lắm cả nhà tôi biết ơn nó và gia đình ông thông gia lắm thẳng tuấn nhà tôi ý, may mắn lắm mới lấy được cái vi nhà tôi có phúc lắm mới có được đứa con dâu vừa ngoan vừa biết điều như nó lúc đó tôi đã nghĩ rằng thôi thì nhà chồng nghèo thật bố chồng có chơi bời phá phách thật nhưng dù sao mẹ chồng tôi vẫn nói được mấy câu tử tế vậy như cũng bù được phần nào còn số tiền nợ ông bà ngoại thì từ từ Hai vợ chồng đi làm rồi trả dần cũng được. Mấy tháng sau khi đã trả hết nợ, cuộc sống ở nhà chồng tôi bắt đầu yên bình. Bố chồng tôi vẫn đi chạy xe ôm, không biết được nhiều tiền hay ít, nhưng chúng tôi không cần tiền của ông ấy đâu. Chúng tôi chỉ cần ông ấy không dây dưa vào cờ bạc nữa là chúng tôi đã cảm ơn lắm rồi. Tổng số nợ mà nhà chồng tôi nợ bố mẹ đẻ tôi tròn 500 triệu. Nhưng bố mẹ tôi cũng không đòi. Ông bà nói, vợ chồng tôi bao giờ có trả dần cũng được. Ông bà còn nói, giờ tôi đang bầu bì, có tiền cứ lo cho đứa con trong bụng trước. Còn nợ của ông bà thì tính sau cũng được. Ông bà ngoại thương con, thương cháu nên mới nói như vậy. Nhưng tôi vẫn quyết định trả dần mỗi tháng 10 triệu cho ông bà. Chưa chờ bao giờ ổn định, con cái rồi thì còn lâu mới trả được. Lương của Tuấn vừa đủ 10 triệu trả ông bà ngoại, còn lương của tôi thì ăn uống chi tiêu hàng ngày. Bố mẹ chồng tôi mới đầu tôi vay tiền bên nhà ngoại về trả nợ cho bố chồng thì bà khen tôi lắm. Gặp ai bà cũng khen con dâu. Thế nhưng chỉ mấy tháng sau thì biết vợ chồng tôi mỗi tháng trả ông bà ngoại 10 triệu thì bà lại không vui. Bởi mấy tháng nay bà cứ chờ Tuấn đi làm về có tiền đưa cho bà. Vậy mà Giờ tiền Tuấn làm ra lại trả nợ hết. Bà không có tiền tiêu nên bà bắt đầu khó chịu với tôi. Tuấn lấy lương về. Anh bỏ riêng 10 triệu ra rồi còn mấy trăm lẻ thì mẹ anh vào. Thấy tiền bà sáng mắt lên. Này 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 con được lấy lương hả con? Vâng ạ. Được bao nhiêu hả con? 10 triệu 350 ngàn mẹ ạ. Ờ, cào phết đấy nhỉ Này, đưa cho mẹ mấy triệu đi. Dạo này Mẹ chả có đồng nào cả Tuấn gãi đầu rồi nói Con trả nợ ông bà ngoại 10 triệu rồi Còn có 350 ngàn để đổ xăng thôi ạ à? Nợ thì tính sau đi Đưa cho mẹ 5 triệu đi con trai Mẹ Vợ chồng con còn nợ nhiều lắm Mẹ để vợ chồng con trả vãn nợ rồi Con đưa tiền cho mẹ nhé Mặt bà Lan sưng lên Tuấn thấy vậy liền nói Thôi mẹ cầm tạm 350 ngàn nhé Để con xin vợ con tiền đổ xăng vậy Tôi không cần. 350.000 chả giải quyết được việc gì cả. Đúng là không giải quyết được việc gì, nhưng đó là tấm lòng của con mà mẹ. Chờ sau này vợ chồng con trả hết nợ rồi con đưa tiền cho mẹ. Chờ tới lúc đó thì tôi chết lâu rồi. Tầm hơn 4 năm nữa thôi mà mẹ. 500 triệu tiền nợ chứ đâu phải là ít đâu ạ. À? Rồi bà Lan quay ra nói đều. Thế bố mẹ con Vi không cho một ít nào à? Ông bà nói cho vợ chồng con 100 triệu, còn phải trả 400 triệu ạ. À? Bà Lan bĩu môi. Đúng rồi. nhà giàu thế mà cho có 100 triệu thôi á. Đúng là kỳ bò kiệt gì. Mẹ mà giàu thế á, mẹ cho cả 500 triệu luôn. Con cái nghèo khổ thì phải thương lấy. Chứ ai lại đòi nợ con như thế. Kìa mẹ, mẹ đừng nói thế, oan cho bố vợ con lắm mẹ ạ. Thôi đi, con đang đứng về phía nhà vợ con đấy à? Đúng là nhất vợ nhì bà ngoại. Các cụ nói cấm có sai. Để con trai nuôi nó lớn, lấy vợ cho nó. Rồi nó đội nhà vợ nó lên đầu nó luôn. Còn mẹ đẻ nó ấy, thì nó không coi ra cái gì cả. Đúng là buồn mà. Rồi bà Lan sụt xịt khóc. Tuấn khó xử quá. Cuối cùng anh đành phải đưa cho mẹ 5 triệu bà Lan cười tít mắt lại <laughs> mẹ cảm ơn con đấy như thế mới là con trai ngoan của mẹ chứ uhm, mẹ thương con trai của mẹ nhất trên đời luôn Tuấn thở dài rồi nói mẹ cất tiền đi đừng để vợ con biết nhá ừ mẹ biết rồi mẹ ngu gì mà để nó biết chứ tối hôm đó Tuấn gọi điện cho bạn alo tôi nghe Quang à Quang à âm um... Ông cho tôi vay 5 triệu được không? Tôi có việc cần ông ạ. À. Được. Mai ông lấy luôn à? Giờ tôi qua lấy luôn nhé, tôi đang cần gấp. Ok, thế ông qua luôn đi. Tôi cảm ơn ông nhé. Ông đừng khách sáo, chúng ta là bạn mà. Tôi tắm xong, thấy Tuấn thay quần áo nên tôi hỏi. Anh đi đâu vậy? Anh mang tiền sang trả mẹ. Em nghỉ đi nhé, lát anh về. Thế cho em đi cùng với. Mấy hôm rồi em chưa sang mẹ. Thôi em ở nhà đi Lát mưa đấy Anh đi rồi anh về ngay mà Vâng Thế thôi anh đi cẩn thận nhé Tuấn sang nhà bạn Lấy thêm 5 triệu Rồi phi xe sang bố mẹ vợ để trả nợ Rồi đi về Trên đường về anh thở dài nghĩ ngợi <laughs> Bao giờ mới trả hết nợ đây Bao giờ mới có dư tiền như thằng Quang nhỉ Tuấn thở dài cả đoạn đường về Tuấn về đến nhà thấy tôi đang nằm xoa bụng thì anh lại gần ghé tay vào bụng tôi nghe rồi cười ái chà chà công chúa của bố đang đạp đấy uhm, bố yêu con mau ra với bố mẹ con nhé <laughs> anh còn hai tháng nữa thôi anh nhỉ ừ tuấn chờ thở dài không biết tới đời con mình nó có còn khổ giống mình không em nhỉ em nghĩ là không anh ạ vì vợ chồng mình chịu khó như vậy thì sao các con lại khổ được? Tuấn im lặng không nói gì nhưng tôi biết anh đang bị áp lực đồng tiền đè nặng tôi động viên chồng thôi anh đừng suy nghĩ nhiều nhé rồi mọi chuyện sẽ qua hết chỉ cần chúng ta chăm chỉ làm việc nhất định chúng ta sẽ có một cuộc sống tốt anh ạ, ừ anh biết rồi đến lúc tôi sinh con gánh vác trên vai chồng càng nặng để chồng đỡ vất vả bố mẹ tôi sang tận nhà xin phép bố mẹ chồng tôi để ông bà đón mẹ con tôi về bên nhà để tiện chăm sóc mẹ chồng tôi đồng ý ngay vì mẹ con tôi đi bà đỡ phải chăm mà bố mẹ tôi bảo tuấn sang nhà ở với mẹ con tôi luôn nhưng anh vốn không thích ở nhà vợ cho nên anh từ chối anh nói anh đi làm về anh sẽ sang chơi với mẹ con tôi rồi anh về bố mẹ tôi là người biết suy nghĩ Ông nói với Tuấn rằng tạm thời bây giờ không phải trả nợ hàng tháng cho ông nữa, tiền đó để mua đồ cho vợ con. Bao giờ tôi đi làm lại rồi trả cũng được. Nợ 500 triệu, nhưng Tuấn mới trả được 4 tháng là 40 triệu và cũng từ đó Tuấn không trả nữa. Từ hôm tôi sang bà ngoại, mẹ chồng tôi cứ nịnh Tuấn rồi xin tiền của anh. Bà lấy đủ mọi lý do để xin tiền Tuấn mà tuấn thì tin mẹ anh đưa hết cho mẹ chỉ giữ lại mấy trăm ngàn đồ xăng một bịch bỉm cho con gái anh cũng không có vậy là tiền nợ cũng không trả được mà tiền vợ con cũng không có luôn mẹ chồng tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền mẹ chồng tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền bà ở nhà nhưng bà tính từng ngày một để tới ngày tuấn lĩnh lương rồi bà lại xin tiền tuấn lần này tuấn đưa có một nửa lương còn lại để anh giữ thì mẹ anh lại tỏ vẻ khó chịu để mẹ cầm cho chứ con giữ lại nhiều thế làm gì hả con con đưa cho vợ con mua đồ cho cháu mẹ ạ ôi giời ơi nhà nó có điều kiện thế thì cần gì mấy đồng bạc của con chứ không phải có điều kiện hay không có điều kiện mà đó là trách nhiệm của con đấy mẹ thì bố mẹ nghèo mới cần tiền của con chứ nhà nó có điều kiện nó cần gì đâu con con tin mẹ đi thôi thôi mẹ đừng nói mấy vấn đề tiền bạc đi con mệt lắm vợ con thì ở bên nhà ngoại còn mẹ đẻ thì suốt ngày chỉ nghĩ tới tiền tuấn thấy vô cùng mệt mỏi anh đi làm nhưng tâm trạng không vui quang thế bạn ngồi mặt như người mất hồn liền hỏi ông này sao thế tuấn thở dài rồi nói đúng là đời là bể khổ ông ạ qua được bể khổ là qua đời. Ui giời ơi, thế có chuyện gì mà ông tâm trạng thế? Nói tôi nghe xem nào. Một người đàn ông nợ nửa tỷ, rồi bao nhiêu thứ đè nặng lên vai. Bố mẹ, vợ con, áp lực cuộc sống. Khiến tôi thấy mệt mỏi quá ông ạ. Quang vỗ vai bạn. <laughs> Cảm giác này thì tôi hiểu. Vì 5 năm trước, tôi cũng vướng vào nợ nần giống ông đấy. Thế ông làm sao để vượt qua được thế ông chỉ tôi với <laughs> tôi có quý nhân phù trợ tôi trả hết nợ chỉ trong một nốt nhạc ôi ông giỏi thế có cách gì không ông chỉ cho tôi với tôi có cách mà không những trả hết nợ mà tôi còn có nhiều tiền để lo cho gia đình tôi nữa nói chung là tôi thấy rất thoải mái ông ạ tuấn sốt ruột hỏi ông chỉ cho tôi với chứ dạo này tiền đè tôi khiến tôi muốn chết rồi đây này điên à phải tích cực lên chứ ông phải lạc quan lên tôi không lạc quan nổi ông ông có cách ông chỉ cho tôi biết đi chuyện này tôi nói thì ông sẽ thấy khó tin nhưng thôi tối nay tôi dẫn ông đi rồi nói thì ông mới hiểu được thế nào tối nay có đi không có ông cho tôi đi với cứ có tiền là được ok vậy tối nay cơm nước xong tắm giặt sạch sẽ ăn mặc bảnh bao rồi tôi qua đón nhé này ông định đưa tôi đi đánh bạc đấy à điên à tôi sẽ không bao giờ để ông dính vào con đường phạm pháp đấy đâu tin tôi đi tối hôm đó tuấn tắm rồi thay quần áo anh vuốt tóc lên mặc sơ mi trắng trông anh trẻ ra vài tuổi thay đồ xong anh đi ra phòng khách ngồi chờ bạn đón Bà Lan ra, thấy con trai ăn mặc bảnh bao, bà ngạc nhiên hỏi: "Con trai của mẹ hôm nay bảnh bao thế, con đi đâu à?" "Con đi chơi với thằng Quang một lát." "Ừ, con cứ đi chơi đi cho thoải mái con ạ." À? "Vâng ạ." Rồi bà Lan nịnh tuấn: "Ôi trời ơi, con trai của mẹ đẹp như nam thần thế này, xứng đáng à, phải có năm vợ." "Mẹ, một vợ con còn không lo nổi cái kia." nằm vợ thì con biết phải làm sao ạ thời đại văn minh rồi giờ đâu cần phải lo cho vợ nữa hả con chỉ nên lo cho bố mẹ già yếu thôi con ạ tuấn thở dài nói vâng con biết rồi tuấn ngồi một lúc thì quang sang đón đi vừa nhìn thấy tuấn quang gật gù ừ, ông ăn mặc vào nhìn tướng tá ngon phết đấy phát này lại hốt bạc thôi ông nói thế là sao Ừ, cứ đi rồi sẽ biết Quang chở Tuấn tới một quán cà phê đèn hồng Vừa vào quán Quang đã giới thiệu Xin giới thiệu với ông Đây là thiên đường dục vọng Này Sao tên nghe lạ thế Ôi dồi ôi Ông đưa tôi đi đá phò đây à Này này Tôi không có tiền bao gái đâu đấy nhá Ô hay Ông lo thừa rồi Ở đây Những người như chúng ta vừa được ăn vừa được nói rồi lại còn được gói mang về nữa nhá tuấn gãi đầu hoang mang ừ, thế là chúng ta đi đá phò thật à ui cái ông này ông dùng từ khiếp quá hãy nghĩ rằng chúng ta đi xà stress ai lại dùng từ đá phò nghịch kinh quá tuấn với quang vừa ngồi xuống gọi đồ uống thì có một chị tầm 40 tuổi Mặc bikini đi ra Nhìn hai quả ngực to như hai quả bóng của chị Tuấn ngại quá Quay mặt đi Chào hai anh đẹp trai Quang hôn vào ngực chị rồi nói Chào em yêu Khiếp Cả tháng không thấy anh tới thăm em luôn Anh bận quá Này anh đưa thằng bạn anh sang đây Em xem có chị nào cô đơn không Giới thiệu cho nó một chị đi Ui, ở đây có nhiều chị cô đơn lắm. Vấn đề là bạn anh có giỏi võ không thôi. Tuấn ngây người ra hỏi Quang, "Này, ông sao lại giỏi võ? Tôi có biết võ đâu." "Giỏi võ ấy, là giỏi làm tinh đấy. Này, tôi thấy sao sao đấy, thôi tôi về đây." Quang liền kéo bạn lại. "Ô hay, cậu bình tĩnh đã." Thế cậu không muốn có tiền trả nợ à? Tới đây, cậu vừa được sướng, lại vừa có tiền trả nợ. Mà tôi nói cho cậu nghe nhá, các chị ở đây, chị nào cũng ngon ngọt nước lắm. Cậu mà bỏ về là cậu ngu đấy. Tuấn nghĩ trong đầu. <laughs> Tưởng thế nào, hóa ra nó đưa mình vào động bàn tơ này. Tuấn ngồi uống cà phê và quan sát xung quanh khách tới đây đều là những chị gái đứng tuổi nhưng ăn mặc hở hang rồi ánh mắt cứ lả lơi gợi tình tuấn không quan trọng vấn đề tuổi tác đâu nhưng anh cứ thấy không quen quang nói nhỏ và tai tuấn các chị ở đây đều là đại gia hoặc là giám đốc cả đấy ông hãy chọn một chị đi rồi vào việc luôn vào việc gì nếu chị nào muốn qua đêm với ông ấy thì ông ra điều kiện luôn. Chỉ cần ông làm các chị sung sướng thì ông muốn gì cũng được. Đơn đơn giản như vậy sao? Đúng, vì mấy chị ở đây chị nào cũng thèm tình cả. Mà tiền ý, thì các chị không thiếu, vấn đề là ở ông thôi. Thế này là bán thân à? Ây giời ơi, một thằng đàn ông đã có vợ có con rồi, bây giờ vừa sướng vừa có tiền, chỉ có ngu mới không làm thôi ông ạ." Nói xong, Quang đi theo chị kia lên tầng 2. Tuấn ngồi một mình uống cà phê thì chị gái bàn đối diện đi sang ngồi cùng. <laughs> "Chào anh." "Vâng, vâng, chào chị." "Ấy, anh, anh đừng gọi em là chị. Em thấy mình già lắm." Ờ, dạ em tên là Hà 42 tuổi Còn anh em tên Tuấn 28 tuổi ạ à? Hà nhìn Tuấn từ đầu đến chân rồi hỏi hm, 28 tuổi là độ tuổi sung mãn đấy Anh có muốn chúng ta tìm hiểu nhau rồi tiến xa hơn không ấy ấy Tôi có vợ rồi <laughs> có vợ cũng không sao? như em đây em có chồng rồi mà nhưng chồng em bị yếu sinh lý anh ạ tuấn đỏ mặt trước câu nói của chị hà à à vâng thế nên em mới đến đây để tìm trai trẻ đấy anh thấy cái số em có khổ chưa nhìn em bốc lửa hừng hực như thế này mà lão chồng em chưa vào đã ra mất rồi nghĩ nó chán anh ạ à. ờ hóa ra là vậy hà vạch áo rồi xoa ngực mình anh có muốn thử không chứ em nhìn anh là em muốn lắm rồi đây này ờ, nhưng mà tôi tôi cứ thấy sao sao ấy trời ơi anh mới tới cho nên bỡ ngỡ thế thôi chứ đến vài bữa ấy lại lầy lội giống như ông quang thôi mà chị cũng biết quang ạ à? anh quang thì ai chả biết anh ấy tới đây liên tục mà anh ấy có những mấy chị kia bao hết rồi em chả được tới lượt ý <laughs> nếu như anh thích thì chúng ta tiến xa hơn nhé em ý là em kết anh rồi đấy thật là ngại quá ui <laughs> nhìn anh ngại em lại càng thích nào nói đi một đêm bao nhiêu? Tuấn gãi đầu trước sự thẳng thắn của chị Hà. Chuyện đó... 50 củ nhá. Rồi chúng ta ở với nhau một đêm. Sáng mai anh về. Anh có ok không? Tuấn giật mình. Một đêm 50 củ. Trời ơi, mình... Mình có nằm mơ không đây? Sao? Anh sao thế? Không đồng ý à? À, tôi bây giờ em chốt thế này nhé nếu anh làm em thích thì sáng mai em bo thêm cho anh ok tiền em không thiếu vấn đề là anh có giỏi võ hay không thôi <laughs> tuấn ngập ngừng chị hà sờ tay vào túi của tuấn rồi cười ái chà chà chắc phết đấy nhỉ thế nào anh có đồng ý không chị hà nói thẳng vào vấn đề luôn tuấn hơi ngại vì anh chưa bao giờ như vậy cả đây là lần đầu tiên tuấn tới chỗ này anh lưỡng lự một hồi nhìn xung quanh tuấn thấy có rất nhiều chị ăn mặc hở hang tuy không còn trẻ nhưng nhìn cũng không phải là già đặc biệt ánh điện màu hồng làm cho các chị càng trở nên quyến rũ rồi tuấn nghĩ tới khoản nợ anh nợ nhà vợ cộng thêm mẹ già ốm đau ở nhà chờ anh đi làm kiếm tiền về nuôi bà, rồi còn cái Ngọc, vì ở nhà chăm mẹ nên lỡ giờ công việc không đâu và đâu cả, lúc nào cũng không có tiền. mà bố Tuấn thì mải chơi, không phụ giúp gia đình gì cả. anh không có nhiều tiền nên bố anh có vẻ coi thường anh. Tuấn lại nghĩ lại, hôm trước đi uống bia, thằng Quang mở ví ra. Trong ví của nó có rất nhiều tiền. Nó chi hết tiền ăn, tiền uống, rồi tiền đi hát hò. Trong mắt đám bạn, thằng Quang là thằng bạn vừa nhiều tiền, lại vừa tốt với bạn bè nhất. Còn anh là cái thằng nghèo nhất, nên chỉ biết ngồi nghe các bạn nói. Tự dưng Tuấn nghĩ tới cái ví của mình. Lúc nào cũng chỉ có một đến hai trăm bạc để đổ xăng và mua xôi ăn sáng. Còn các khoản nợ kia, biết tới bao giờ anh mới trả hết rồi còn bao nhiêu khoản chi tiêu nữa tuấn thở dài rồi tặc lưỡi ừ, hay là sao thế anh nghĩ xong chưa anh yêu tiếng chị hà làm tuấn giật mình à tôi sao nào anh có chốt không để em còn tìm mối khác chứ tuấn gật đầu đồng ý được ngay lập tức, chị Hà lại gần gác chân lên đùi Tuấn. Anh, em với anh lên tầng 2 tâm sự đi anh. Tuấn và Hà lên tầng 2. Ở trên tầng 2 hoàn toàn khác với tầng 1. Nếu như tầng 1 bán cà phê, thì tầng 2 là nơi để nghỉ ngơi tâm sự. Trên tầng có 5 phòng có điều hòa, tủ lạnh đầy đủ tiện nghi. Ai muốn thuê thì đăng ký ở quê ngoài hà vốn đã quen thuộc nơi này nên cô đặt một phòng rồi kéo tuấn vào tâm sự tối hôm đó tuấn đã bay hết mình bên cạnh chị hà hơn anh mười mấy tuổi nhưng tuấn thấy chị hà không tệ thậm chí anh còn có cảm giác mới lạ hấp dẫn chị hà lại từng trải nên biết cách làm tình nói chung là tuấn thấy khá là ok sáng hôm sau tuấn mở mắt thì trời đã sáng nhìn điện thoại có cuộc gọi nhỡ của mẹ anh mới gọi lại cho mẹ anh con nghe đây ơ ừ, thế con không về đi làm à đi chơi ở đâu mà thông đêm luôn thế hả à con sang chỗ thằng quang mà con làm việc cả đêm đấy mẹ con có phải là đi chơi đâu ơ ừ, thế con làm việc cả đêm à thế mà mẹ cứ tưởng con đi chơi thế bao giờ con về lát con về chị hà mở mắt chị vỗ vào mông tuấn Ừ, nhìn người bình thường mà khỏe phết nhở? thế nào? chị chị đã thỏa mãn chưa à? chị Hà gật đầu hài lòng ừ, cũng không tệ. hôm nào lại tới với em nhé. chị có tiền thì em có tình. vậy đã được chưa chị? <laughs> được lắm. Em thích những người thẳng thắn, thật thà và biết điều biết chiều như anh. Rồi Hà lấy ví tiền đưa cho Tuấn một sấp. 50 củ, bo thêm 10 củ là 60 nhá. Tuấn cầm tiền trong tay mà anh tưởng mình đang mơ. Số tiền này anh đi làm nửa năm mới đủ đấy. Thế mà chỉ cần một đêm thôi, chỉ cần anh cố gắng một đêm thôi mà đã có nó trong tay rồi trời ơi sung sướng quá anh muốn hét lên nhưng sợ chị hà cười nên anh cố gắng để không hét tiền kiếm dễ như thế này bảo sao thằng quang nhiều tiền thế sau đó chị hà còn chở tuấn đi ăn sáng trên con siêu xe mười mấy tỷ màu xanh nữa chị hà nhìn tuấn dùng con điện thoại cùi bắp chị liền nói lần sau anh tới sẽ có điện thoại mới dùng Lát về em đi mua cho. Cảm ơn em nhé. Không có gì. Em đã nói rồi. Tiền em không thiếu. Em chỉ thiếu tình thôi. <laughs> Anh ngoan ý. Thì cái gì cũng có. Anh hiểu ý của em chứ. Tuấn gật đầu nói. Anh hiểu mà. Mãi 9 giờ sáng. Tuấn mới trở về nhà. Bà Lan cau mày hỏi. Con khai thật đi. Tối qua con đi đâu hả? Con đi làm. Con đừng có nói dối mẹ nữa. Mẹ đẻ ra con đấy. Con đừng có mà chơi bời hư hỏng như bố con đấy. Nhà mình đã quá khổ rồi đấy con ạ. À. Tuấn ra ôm vai mẹ và nói. Mẹ yên tâm. Con không bao giờ dẫm vào vết xe đổ của bố con đâu. Con làm việc chân chính nhá. Việc chân chính là việc gì hả? Tuấn liền lấy tiền đưa cho mẹ 10 triệu mẹ mẹ cầm tiền mà đi mua đồ ạ à? từ bây giờ con sẽ không bao giờ để mẹ phải khổ nữa con hứa đấy bà lan thấy tiền thì mắt sáng trưng lên ôi con ơi tiền ở đâu ra mà nhiều thế hả con con nói con đi làm mà mẹ không tin con cơ con làm gì mà nhiều tiền thế hả con bí mật ngọc ơi ra đây anh bảo con ngọc ở trong nhà chạy ra hỏi anh gọi em ạ? À? Đây, cho em gái 10 triệu. Ờ, <laughs> thật đã. À? Anh cho em 10 triệu ạ? À? Ừ, còn 40 triệu mang sang trả bà ngoại. Bà Lan cứ tò mò về công việc của Tuấn, nhưng anh nhất quyết không nói. Anh còn dặn mẹ và em gái tuyệt đối không được nói chuyện này với bất cứ ai. Nếu mà lộ ra thì anh sẽ không bao giờ cho mẹ và em gái tiền nữa. Tuấn nằm ngủ một tí Thì Quang gọi Ê ông bạn sao rồi Sao cái gì Ông về khi nào thế Tôi vừa xuống thì mọi người bảo ông về lúc sáng rồi Thế nào Có ok không Chị Hà bo bao nhiêu Cũng tạm 60 củ Ái cha cha 60 củ một đêm à ừ, Nhất ông rồi nha Thế Chị Hà ngon chứ Cũng được Tôi hỏi ông nhé Ừ hỏi đi Kiếm tiền ở nơi đó dễ thế hả ông Đến giờ tôi vẫn nghĩ mình đang mơ đấy Một đêm 60 triệu Không lẽ tôi mơ thật <laughs> Tôi biết ngay mà Kiểu gì ông sẽ nghĩ thế Trước khi tôi mới vào động bàn tơ Tôi cũng như vậy đấy Nhưng bây giờ thì tôi quen rồi thế cảm giác kiếm được nhiều tiền nó có phê lắm không phê phê lắm tôi cảm ơn ông nhé ừ mỗi tuần đi một lần là thoải mái tiền tiêu ngay thôi ông chịu khó ăn hầu sống vào rồi lấy sức mà đạp mái kiếm tiền biết chưa tôi biết rồi còn nữa ông nghỉ việc ở công ty đi lường ba cọc ba đồng làm thế làm gì cho mệt người tôi cũng đang tính như vậy đấy đúng rồi mỗi tuần chúng ta sẽ tới thiên đường dục vọng một lần là đủ rồi cần gì phải làm những việc khác nữa tôi ở nhà ngoại có thoải mái thật ông bà ngoại chăm cháu lắm nhưng mấy hôm nay chồng tôi không tới tôi lại thấy nhớ chồng tôi tôi mới gọi điện cho chồng thì anh nói tối anh sang thăm hai mẹ con sau tôi vui mừng và chờ đợi tới tối tối tuấn sang anh đưa cho tôi 40 triệu và nói "Em, em trả cho bà ngoại giúp anh nhé." "Ơ, ừ, sao nhiều thế hả anh?" "Ừ, anh dồn tiền mọi người trả nợ cho anh nên nhiều đấy." "Em tưởng lương của anh được bao nhiêu, anh trả hết nợ rồi, còn đâu mà cho người ta vay chứ." "Em lạ thật đấy. Anh nói anh có tiền là anh có, sao em cứ thắc mắc mãi thế nhở? "Thì tại, thôi đủ rồi." Trong mắt em chồng em kém cỏi như vậy đúng không không ý của em không phải như vậy đâu em vừa nói ý như vậy mà thôi em với con nghỉ đi anh về đây ơ kìa sao anh mới tới chơi mà đã về sớm thế anh thấy không vui anh về đây em xin lỗi anh em xin lỗi mặc cho tôi xin lỗi thì tuấn vẫn đứng dậy và đi về luôn tôi bế con đi theo tuấn ra tận cổng để giữ anh ở lại ăn cơm nhưng anh vẫn không ở lại tôi buồn bã đi vào mẹ tôi ra hỏi này sao tuấn về sớm thế hả con hình như anh ấy giận con mẹ ạ thế con nói cái gì à tại con lỡ mồm mà con không hề có ý gì cả chỉ là con lỡ mồm thôi mà con xin lỗi anh ấy mãi anh ấy vẫn không đồng ý mẹ ạ thôi để mai nó hết giận rồi con gọi điện thoại cho nó nào đưa mẹ bế con cho con đi tắm rồi ăn cơm đi vâng ạ tôi vừa tắm vừa nghĩ mình ở đây đã gần hai tháng rồi mà anh ấy không hề có ý đón hai mẹ con mình về anh ấy không nhớ mình và con sao tôi đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng mẹ tôi gọi ở ngoài cửa vi ơi sao con tắm lâu thế hả con dạ con xong rồi đây ạ ngày hôm sau tôi gọi điện cho tuấn anh nghe máy với cái giọng khó chịu gì đây anh à tối nay anh sang với mẹ con em nhé vừa sang hôm qua rồi còn gì tôi anh sang em bảo anh cái này em bảo luôn đi tối anh bận rồi thế tối mai anh sang nhé em muốn nói trực tiếp cơ Chị em không muốn nói qua điện thoại đâu ạ à? biết thế thôi nhá thế là chồng tôi tắt máy luôn anh còn không hỏi thăm con cún câu nào nữa tôi thở dài không lẽ anh ấy giận tôi chỉ vì câu nói đó thôi sao vợ chồng với nhau mà sao anh khó tính với vợ thế tuấn ở nhà mấy hôm chỉ ăn với chơi cũng chán đang chán thì chị hà gọi tuấn tuấn vội bắt máy luôn anh nghe đây Cục cưng, đang làm gì đấy? Nhớ nhau không? Nhớ, nhớ. Thế cục cưng rảnh không? Em qua đón cục cưng đi chơi nhá. Có rảnh lắm luôn. Thế em sang đón anh đi luôn nhá. Ok, cục cưng. Tuấn vội vàng đi tắm, rồi mặc bảnh bao như chú rể. Anh đứng vuốt tóc trước gương. Bà Lan nhìn thấy liền hỏi. Con đi đâu mà đẹp trai như chú rể thế hả con? Tuấn nháy mắt trả lời con đi kiếm tiền về cho mẹ tiêu. Thật à? Ôi trời ơi, con trai của mẹ giỏi quá. Nghe mẹ khen mình như vậy, Tuấn lại càng muốn kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Tuấn nghĩ, sống ở cái xã hội này mà không có tiền thì người ta khinh thường cho. Có tiền sẽ được mọi người yêu quý và coi trọng. Anh nghĩ tới lúc những lúc sang nhà vợ chơi, anh thấy không vui vì trong đầu anh lúc nào cũng nhớ tới khoản tiền mà anh nợ nhà vợ và nhà vợ có coi thường anh hay không thì không ai có thể hiểu được chị Hà lái con siêu xe tới tận cổng nhà Tuấn chị bấm còi Tuấn nghe thấy tiếng còi xe ô tô anh ngó ra và thấy một con siêu xe màu cam đỗ ở trước cổng anh liền đi ra chị Hà mở cửa vẫy vẫy tay cục cưng ôi Xe đẹp thế, mà lần trước anh thấy em đi con màu xanh mà. À, em mua mỗi màu một chiếc đi thay đổi mà. Ở nhà ấy, em còn có cả một bộ sưu tập xe hơi mà anh. Trời ơi, em giàu thế cơ à? Em nói với cục cưng rồi, tiền ý, em không thiếu. Em chỉ thiếu tình thôi, cục cưng ạ. À. À, thích thế, ước gì anh được như em. Mà... Anh ở trong khu ổ chuột này sao? Đường đi xấu kinh người. Mà dân ở đây thì còn nghèo nữa chứ. Ừ, đúng là khu ổ chuột thật. Hay là... Cục cưng ra ngoài sống với em đi. Em mua nhà cho. Em đùa anh đây à? Đùa cái gì? Em nói thật mà. Chỉ cần anh biết điều với em là được. Tuấn ngạc nhiên trước tính hào phóng, chịu chi của chị Hà. Nhưng vì bất ngờ quá, nên anh chưa biết phải trả lời chị Hà như thế nào cả. Sao thế? Không muốn ở cùng với em à? Không muốn thoát nghèo sao? Không phải, mà 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 mà, mà em thấy bất ngờ quá nên em không biết phải nói như thế nào cả. Chị chị cho em thời gian để em suy nghĩ có được không? Này anh mà gọi em là chị Là em giận anh luôn đấy Anh gọi thế Em thấy mình già lắm Tuấn gãi gãi đầu ngượng ngùng. À, anh, anh quên. Tuấn bắt đầu bị tiền làm cho mờ mắt. Vì tiền mà anh sẵn sàng ôm ấp một người phụ nữ hơn anh mười mấy tuổi. Vì tiền mà anh đang tự biến mình thành trai bao, đi bán thân thể để kiếm tiền. Chị Hà đưa Tuấn đi ăn ở một nhà hàng sang chảnh. Lần đầu tiên, Tuấn được uống rượu đắt đỏ như vậy Khách tới nhà hàng ăn uống đều là những người giàu có. Tuấn ngồi ăn và không dám dở cái điện thoại cùi bắp của mình ra lần nào luôn. Có chuông điện thoại, anh vội ấn tắt đi ngay. Chị Hà như hiểu ý, chị lấy ra con điện thoại đời mới nhất đưa cho Tuấn. "Điện thoại mới của cục cưng đây." Tuấn ngập ngừng nói, "Em mua điện thoại cho anh thật sao?" "Ơ ờ. Thế không lẽ em nói đùa à? Anh bất ngờ quá. Anh... anh cảm ơn em nhiều nhé. Yêu em, anh còn gặp nhiều bất ngờ nữa đấy. Em tốt với anh như vậy. Anh phải làm gì để trả ơn em bây giờ chứ? Anh nghĩ... Anh cứ làm tốt nhiệm vụ của anh trên giường với em là được. Chuyện đó... Chuyện đó thì anh làm được. Đấy, em thích những người nói được và làm được như vậy. Ăn uống xong, Hà chở Tuấn vào khách sạn 5 sao ở gần đó. Tuấn với chị Hà vào khách sạn. Chị Hà lột quần áo rồi bảo Tuấn. Cục cưng, mình đi tắm đi. Ok, em yêu. Tuấn bế chị Hà vào nhà tắm rồi kỳ lưng cho chị Hà. Chị Hà cười hài lòng. <cười> Ngoan thế nhở Thế ở nhà Có bao giờ kỳ lưng cho vợ không Không bao giờ Tại sao vậy cục cưng Nó mới sinh con Giờ đang ở nhà ngoại mà Nó sinh lâu chưa Gần 2 tháng rồi Thế mà vẫn chưa đón mẹ con nó về à Hay là Mẹ con nó không về Nó muốn anh sang đón mẹ con nó về rồi Nhưng mà Anh chưa thích Đang một mình khỏe người Sở đón mẹ con nó về để mệt người à? Thế thì cho nó ở luôn nhà ngoại đi. Chứ giờ đón mẹ con nó về để lộ hết à? Rồi nó phát hiện ra nó lại đánh cho. Hmm. Nó tuổi gì mà dám đánh anh? Láo anh tát chết. <laughs> Ai chà chà, cục cưng của em giỏi thật đấy. Hay là bỏ mẹ con nó đi, em nuôi anh anh chỉ việc yêu em còn cả thế giới cứ để em lo cho tuấn nhìn chị hà rồi hỏi thế chồng em làm gì thôi anh đừng nhắc tới lão chồng vô dụng của em nữa lão chỉ biết kiếm tiền thôi còn làm chồng em ý thì lão không biết làm Ui, chán muốn chết lão ấy không biết làm tình à vâng yếu sinh lý mà mà thôi nói tới lão ấy làm gì cho mất hướng ra tuấn gật đầu rồi hôn chị hà vậy để anh thay lão ấy làm chồng của em nhé đến chiều tối tôi vẫn không thấy chồng sang tôi liền gọi cho tuấn thì anh tắt máy không nghe tôi gọi mấy cuộc đều không được nên tôi gọi cho mẹ chồng tôi alo mẹ ơi chồng con đi làm chưa về ạ à? chưa Sao cô không gọi cho nó ấy? Dạ con gọi Nhưng anh ấy không nghe máy mẹ ạ Cho nên con thấy lo Anh ấy về mẹ bảo anh ấy gọi điện cho con luôn nhé Ừ Dạ thế mẹ nấu cơm chưa ạ Còn Ngọc đang nấu rồi Vâng thế mẹ nghỉ đi ạ à? Ừ Tôi tắt máy rồi mới nhớ ra là mẹ chồng tôi Cũng không hề hỏi thăm cháu một câu nào cả Tôi thấy hơi buồn vì thương con Có ông bà nội mà cũng như không có vậy. May bù lại, có ông bà ngoại yêu thương cháu, tôi cũng thấy đỡ tuổi phần nào. Tuấn và Hà ôm nhau trong khách sạn tới 9 giờ tối. Tuấn nhìn đồng hồ rồi nói. Mình về đi em, muộn rồi đấy. Mai rồi về anh nhá. Em không về, nhỡ chồng em phát hiện thì sao? Lão ta đi công tác rồi, cục cưng cứ yên tâm nhá. Vậy à? mà lão ta làm gì mà có nhiều tiền thế Lão làm bất động sản mà thôi nhắc lão làm gì mình vui vẻ tiếp đi nhá cục cưng Tuấn gãi đầu nói lại tiếp hả Ba lần rồi mà ừ, em lại thích rồi em trâu bò thật <laughs> cục cưng khen em hay là chê em thế hả tất nhiên là anh khen em rồi em có điểm gì để chê đâu nào chị hà mở ví tiền ra rồi cầm tiền nhét vào quần của tuấn cục cưng cầm tiền để mua quần áo nhé tuấn thấy tiền là mắt sáng lên ngay anh quay ra hôn chị hà chị hà khẽ nói cục cưng cục cưng nằm xuống đi tuấn vui vẻ nằm xuống chờ đợi chị hà liền lấy rượu vang đổ từ cổ tuấn đổ xuống làm tuấn giật mình anh ta ngơ ngác em làm gì thế chị hà cười dâm đãng em <laughs> em tìm cảm giác mới lạ rồi chị hà bắt đầu lè lưỡi ra để liếm rượu trên cơ thể của tuấn tuấn thấy rùng mình anh nhắm mắt lại để chị Hà vần vò cơ thể của mình. Anh nghĩ trong bụng. Đột biến thái. Tôi không liên lạc được với chồng nên cả đêm tôi không ngủ được. Cứ gọi cho Tuấn là thuê bao quý khách vừa gọi. Tôi gọi lại cho mẹ chồng tôi, hỏi xem anh ấy về chưa thì mẹ chồng tôi quát ầm lên. Cô là cái giống gì thế hả? Nửa đêm còn gọi cho tôi làm gì? Mất cả giấc ngủ của tôi dạ mẹ ơi con không gọi được cho chồng con nên con thấy lo quá mẹ ạ lắm chuyện nó vừa gọi về cho tôi bảo nó bận việc mai nó về cô đừng có mà gọi cho tôi nữa phiền chết đi được thế anh ấy có nói là bận gì không hả mẹ nó bận kiếm tiền chứ bận gì nữa nó bận kiếm tiền trả nợ cho nhà cô đấy nếu cô không muốn chồng cô vất vả nữa thì cô bảo bố mẹ cho xóa luôn số nợ kia đi còn không xóa ấy, thì chồng cô còn vất vả thế thôi ơ ờ, nhưng mà tít 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 mẹ chồng tôi tắt máy luôn cả đêm tôi không ngủ được vì tôi không liên lạc được với tuấn cho nên tôi thấy lo lắm lại thêm những câu nói nghe nhói lòng của mẹ chồng tôi không biết tuấn đi làm việc gì mà làm cả ngày cả đêm như vậy tôi thấy rất buồn vì bố mẹ chồng Mẹ chồng tôi nói giọng trách móc bố mẹ tôi vì không xóa nợ cho vợ chồng tôi, nên chồng tôi mới phải vất vả như vậy. Thấy chồng vất vả, tôi cũng xót ruột lắm chứ. Nhưng mà 500 triệu là cả gia tài của bố mẹ tôi, chứ có ít ỏi gì đâu. Mà vợ chồng tôi mang nợ cũng vì bố chồng tôi, chứ có phải là vợ chồng tôi dùng đâu. Thế mà mẹ chồng tôi lại nói ra những lời khó nghe như vậy nhớ lại lúc trước tôi vay tiền của bố mẹ tôi mang về trả nợ cho bố chồng thì mẹ chồng tôi vui mừng lắm bà khen ngợi tôi và nói tốt về tôi khắp nơi lúc nào cũng mẹ mẹ con con ngọt sớt ấy vậy mà chỉ vài tháng sau mẹ tôi đã quên ngay rồi bà lại tiếp tục nói tôi không ra gì từ lúc tôi sinh con và sang bên nhà ông bà ngoại tới giờ cũng đã gần hai tháng nhưng bà chỉ sang thăm cháu đúng một lần và bế cháu 15 phút xong, sau đó bà về luôn. Từ hôm đó tới giờ cũng không thấy bà sang thăm nữa. Sáng ra, mẹ tôi thấy tôi vừa bế con vừa ngủ gật, bà mới hỏi tôi: "Con buồn ngủ à?" Dạ. "Thế đêm qua cuốn lại thức đêm mà con. Sao con không gọi mẹ sang mẹ trông cho mà ngủ?" Dạ, không phải đâu mẹ thế làm sao mà mới sáng ra mắt đã díp lại thế kia hả mẹ ơi mẹ đây có tâm sự gì đúng không mẹ ơi con có linh cảm không tốt mẹ ạ nói mẹ nghe xem nào dạo này chồng con cứ lạnh nhạt với con không biết là chồng con có chuyện gì giấu con không mà con gọi bảo anh ấy sang đây với mẹ con con thì anh ấy không sang mẹ ạ ừ dạo này thằng tuấn nó ít sang thật mà lần nào sang chỉ ngồi một lát là đi về ngay vâng con muốn anh ấy sang đón mẹ con con về mà anh ấy cứ lưỡng lự lại không ở cùng nhau nên con không biết anh ấy đang nghĩ gì nữa ừ mẹ hiểu suy nghĩ của con mà vợ chồng mà mỗi người một nơi cũng khó con ạ à. tôi ngập ngừng nói tiếp mẹ con muốn về bên đó mẹ ạ Thế con đã bảo thằng Tuấn chưa? Con bảo rồi Nhưng anh ấy vẫn cứ ngập ngừng Không muốn đón con về Ừ Thế để mẹ gọi điện cho nó xem Như thế có được không con nhá Nhỡ Anh ấy không muốn đón con về thì sao hả mẹ? Mẹ tôi thở dài Rồi nói Thế thì chắc chắn Nó có vấn đề rồi con ạ à. Nó đang giấu con chuyện gì đó Nên nó mới không muốn đón con về Vì sợ con biết đấy có khi nào anh ấy có bồ không hả mẹ? Cũng có khả năng lắm con ạ. À. Ờ, nhưng mà chưa chắc chắn đâu con. Cho nên con đừng có suy nghĩ nhiều nhé. Thấy tôi ngồi im, không ý kiến gì. Mẹ tôi liền nói. Nào, đưa mẹ bé con cún rồi đi ngủ đi. Con không ngủ đâu. Con phải gặp chồng con đã mẹ ạ. Không thấy là con bất an lắm. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho Tuấn thì lần này anh đã nghe máy alo anh sao em gọi mãi cho anh mà không được thế anh bận mà em gọi gì mà gọi lắm thế em không có việc gì làm à anh bận việc gì thì anh cũng phải nói với em chứ em gọi cho anh không được nên em lo lắng cả đêm em mất ngủ đấy ạ à? thế giờ ngủ đi anh đi làm về chưa sang đây em bảo anh bận rồi hôm khác anh sang nhé cục cưng ơi Bất chợt, tôi nghe thấy giọng phụ nữ gọi "Cục Cưng ơi". Tôi mới lắng tai nghe rồi hỏi chồng: "Anh, sao em nghe giọng ai gọi Cục Cưng ơi? Đúng không ạ?" "À, chị hàng xóm chị gọi con nhà chị ấy đấy." "Ơ, à, thì anh sang nhà hàng xóm mà?" "Không không, anh đang đứng ở ngoài cổng. Thì chị ấy bế con đi qua đấy thôi. Thôi em ngủ tí đi, không mệt, anh tắt máy đây. Từ từ em bảo đã. Thôi để lúc khác bảo." thế là tuấn tắt máy luôn tôi còn chưa kịp nói xong nữa cả tuần tuấn không sang với tôi và con tôi thực sự thấy lo lắng bất an rốt cuộc thì anh ấy đang giấu tôi chuyện gì tôi gọi điện cho anh lúc thì gọi được lúc không gọi được như kiểu anh không muốn nói chuyện với tôi tôi không thể chịu nổi sự lạnh nhạt của tuấn nữa tôi thực sự muốn về nhà với chồng rồi vì trong lòng tôi quá bất an nên tôi đã quyết định tự về nhà mà không cần chồng tôi phải sang đón tôi nói dối bố mẹ đẻ là chồng tôi bận không sang đón được để bố mẹ tôi yên lòng mẹ à mai con đưa cháu về bên nhà nội mẹ ạ thế mai thằng tuấn sang đón hai mẹ con à dạ anh ấy bận nên anh ấy bảo con gọi taxi tự về được rồi ạ dạo này nó bận thế cơ hả con Vâng ạ Đợt này anh ấy bận lắm mẹ ạ Ừ Thế để bố mẹ đưa con về nhá Trước bố mẹ sang đón Giờ bố mẹ đưa về là đúng mà Mới đầu tôi muốn tự về Nhưng bố mẹ tôi nói nhiều quá Nên tôi đồng ý để bố mẹ đưa tôi về nhà chồng Đây là lần ngu dốt thứ ba trong cuộc đời tôi Tôi gọi điện trước cho mẹ chồng là tôi sẽ về nhà Thì bà lại nói một câu khiến tôi phải suy nghĩ đó là Dừng... sao về sớm thế không ở bên đó lâu lâu rồi hãy về nếu như không có vấn đề gì thì chắc chắn tôi sẽ ở lại thêm một thời gian nữa nhưng vì tôi đang nghi ngờ chồng có vấn đề nên tôi phải dẹp hết tự ái và bế con về nhà chồng bố mẹ đẻ tôi đưa mẹ con tôi về tới cổng thì thấy xe taxi nhưng mẹ chồng tôi không ra đón cánh ngọc chạy ra đón và bế con cuốn vào. Còn mẹ chồng tôi thì rừng rưng như không vậy. Bố mẹ tôi thấy thái độ của mẹ chồng tôi như thế. Ông bà không hài lòng đâu. Nhưng vì thương con, thương cháu nên ông bà phải nhẫn nhịn. Ngồi uống nước với ông bà thông ra nhưng mẹ chồng tôi cứ ngồi lướt điện thoại. Bố mẹ đẻ tôi ngồi một lát rồi đứng dậy đi về. Tiến bố mẹ ra cổng. Tôi nghe rõ tiếng bố thở dài. Rồi bố dặn tôi Có chuyện gì Thì con gọi điện cho bố mẹ con nhé Dạ con nhớ rồi ạ Bố mẹ về nhé Ừ Con giữ gìn sức khỏe nhé Chờ bố mẹ đi khuất Tôi mới đi vào nhà Mẹ chồng tôi nói Sao về sớm thế Dạ con đưa cháu về Để ông bà đỡ nhớ ạ Làm chuyện Cửa bên đó cũng được Tôi ngồi im không nói gì thêm nữa, bà liền nói: "Cái ngọc nó bế con rồi thì cô dọn dẹp đi, rồi còn nấu cơm nữa." Dạ. Tôi đứng dậy đi lau nhà. Đấy, khi ở với bố mẹ thì bạn là công chúa, còn ở với bố mẹ chồng thì bạn là con nô tỳ nhá. Ở nhà ngoại tôi sướng bao nhiêu thì về nhà chồng tôi khổ bấy nhiêu. Nhưng vì chồng vì con tôi chấp nhận hết và tôi không hề than thở nửa lời ăn cơm trưa xong tôi lên phòng cho con ngủ rồi tôi dọn dẹp phòng mở tủ ra tôi thấy chồng tôi có rất nhiều quần áo mới đẹp lắm rồi giày dép nước hoa đồng hồ đều là đồ hiệu cả sao chồng mình mua nhiều đồ thế tiền ở đâu ra nhở rồi tôi kéo ngăn kéo ra tôi thấy có hai cọc tiền mới đét một trăm triệu sao anh ấy lại có nhiều tiền thế này trong đầu tôi có nhiều khúc mắc lắm nhưng phải chờ chồng tôi về thì tôi mới hỏi chồng tôi được tôi còn đang đứng ngây người ra suy nghĩ thì Tuấn về anh giật mình khi nhìn thấy tôi ơ à, sao em về đây chồng về rồi à sao em về đây em nhớ chồng thì em về em bảo chồng sang đón nhưng chồng không sang nên em phải tự về đấy tuấn có vẻ lo lắng bất an khi nhìn thấy tôi anh gãi gãi đầu rồi nói thì ở bên ông bà ngoại đầy đủ hơn bên nhà mình nên anh mới muốn hai mẹ con em ở bên đó lâu lâu một chút thôi mà chồng ơi em thấy trong tủ của chồng có nhiều đồ đẹp thế cả tiền nữa chồng chồng làm gì mà kiếm được nhiều tiền thế hả? Tuấn giật mình và nổi cáu luôn với tôi. Sao em lại tự ý xem đồ đạc của anh thế hả? Ai cho phép em? Tôi bàng hoàng nhìn chồng. Anh à, em em im ngay. Em đừng có bao biện cho những việc em làm nữa. Đồ đạc của anh khi anh chưa cho phép mà em cũng dám động vào sao? bị chồng quát, tôi tủi thân rơi nước mắt là vợ chồng với nhau mà anh ấy không cho phép tôi mở tủ quần áo của anh ấy nữa tôi thực sự không hiểu nổi sao anh lại quát em em xem tủ đồ của anh là sai ạ à? đúng anh chưa cho phép mà em đã tự ý xem thế là sai rồi chúng ta là vợ chồng mà sao anh lại khó khăn với em như vậy chứ <laughs> em ít thì giỏi cãi chồng lắm ở bên nhà ngoại em muốn nói gì thì nói nhưng ở bên nhà chồng ấy thì phải theo thói nhà chồng, em biết chưa hả? Tuấn, sao bây giờ anh lại thay đổi nhiều như vậy chứ? Đủ rồi. Đừng có nói thêm câu nào nữa. Sau đó, Tuấn lấy quần áo đi tắm. Điện thoại của anh để đầu giường. Anh ấy có điện thoại xịn dùng cơ mà. Tôi đang chăm chú nhìn điện thoại của chồng thì màn hình khóa hiện tin nhắn đến. Cục cưng ơi, đang làm gì thế? Tôi liền cầm điện thoại và mở ra xem. Hóa ra Tuấn và cô gái tên Hà đó nhắn tin yêu đương tình cảm với nhau. Vậy là Tuấn đã có người khác. Linh cảm của tôi là đúng mọi người ạ. Chồng tôi anh ấy có bồ. Anh ấy đã phản bội mẹ con tôi. Tuấn tắm xong anh đi ra, thấy tôi cầm điện thoại của anh trên tay. Anh như hiểu ra vấn đề Anh nói Cô thấy những gì rồi Tôi tức quá giơ tay tát chồng bốc một phát thật mạnh Anh phản bội em Đổ khốn kiếp Tuấn bật cười rồi nói Cô biết cũng tốt Đằng nào mà chẳng ly hôn chứ Cô về bên nhà ngoại chờ ngày ly hôn đi Tôi lao vào tát Tuấn tiếp Thì anh ta giơ chân đạp tôi ngã xuống Đổ điên tôi đánh chết cô bây giờ đấy đừng có cố chọc tôi điên nữa tôi gào khóc um lên tại sao tại sao tại sao anh lại làm như vậy với tôi tôi hết lòng hết dạ vì anh vì gia đình anh vậy mà bây giờ anh phản bội tôi như thế này sao vì tiền đấy tất cả là vì tiền đấy cô hiểu chưa hả chỉ cần chúng ta cố gắng vài năm nữa là chúng ta sẽ trả hết nợ rồi cuộc sống của chúng ta sẽ ổn định mà có nghĩa là tôi phải chịu khổ vài năm sao thì chúng ta đồng lòng mà anh cô im đi tôi ngán cô tới tận cổ rồi ly hôn tôi muốn ly hôn tuấn chửi tôi một hồi rồi anh ta bỏ đi bà lan vào hùa với con trai bà nói tôi thôi ly hôn đi giải thoát cho con trai tôi đi nó khổ vì nhà cô lắm rồi tôi uất hận nói anh ấy khổ vì nhà con ư đúng vì nó phải đi làm vất vả để lo tiền trả nợ cho nhà cô đấy nó mệt mỏi rồi ly hôn đi cho nó đỡ vất vả thì vợ con mang nợ nần là vì ai đây nếu không vì trả nợ cho bố mẹ thì vợ chồng con đâu phải mang nợ như thế chứ. Mẹ nói mà không biết suy nghĩ. Vợ chồng con đang trả nợ cho bố mẹ đấy. Bây giờ thì tôi không quan tâm vấn đề gì nữa. Cô muốn nói gì thì cứ nói ra, rồi dọn đồ về bên nhà cô đi. Tôi quá uất hận. Tôi khóc cho cuộc đời mình. Lúc họ nợ nần, chính tay tôi là người về nhà ngoại vay tiền để trả nợ cho họ tôi hết lòng hết dạ vì gia đình chồng thế nhưng bây giờ khi chồng tôi phản bội tôi thì gia đình chồng tôi lại đổ lỗi hết lên đầu tôi nếu biết gia đình chồng khốn nạn và trở mặt như vậy thì ngày đó tôi đã mặc kệ họ rồi mẹ chồng tôi vẫn chửi tôi đi về nhà cô đi đừng có ở đây ăn vạ nhà tôi nữa tôi nghiến rằng được thôi bố mẹ khốn nạn thì đừng trách con nhẫn tâm bố mẹ muốn đuổi con đi thì hãy trả hết nợ cho con rồi con sẽ đi cô cứ về nhà cô đi rồi thằng tuấn sẽ mang tiền sang trả không bao giờ con nhận được tiền thì con sẽ về mẹ đừng có nói nhiều vô ích nữa sau đó bà lan ra ngoài gọi điện cho tuấn và nói cái gì đó khoảng nửa tiếng sau tuấn về anh ta cầm tiền và ném trước mặt tôi. "Đây, đây là 400 triệu. Cô cầm vào cút đi." Tôi nhếch mép nhìn anh ta, nói, "Anh hãy nhớ những lời tôi nói đây. Rồi anh sẽ gặp quả báo, sẽ sớm thôi tuấn ạ. À. Anh cứ chờ mà xem." "À, tôi cũng nói luôn là cuộc sống của tôi bây giờ sung sướng lắm. Tôi có tiền, và đang chuẩn bị có nhà mới, chuẩn bị có xe hơi, cô cứ chờ mà xem, xem tôi có gặp quả báo không nhé Anh, anh là cái loại khốn nạn bị ôi, tôi không tin là ông trời không có mắt. Cuộc đời còn dài lắm, anh đừng có tự đắc ý sớm như vậy tuấn hạ. Tôi gọi điện cho bố mẹ tôi sang đón, nhét túi tiền vào vali quần áo, rồi tôi bế con chờ bố mẹ tôi sang. Thế đấy, tôi đã rời khỏi nhà chồng khốn nạn của tôi như vậy đấy. Bố mẹ tôi động viên tôi nhiều, nhưng tôi vẫn thấy đau lòng lắm. Nhưng tôi tin là tôi sẽ vượt qua thôi. Thời gian sẽ xoa dịu những nỗi đau đó của tôi, phải không mọi người? Tôi và Tuấn đã làm xong thủ tục ly hôn. Ra khỏi tòa, anh ta nhìn tôi rồi cười. Sau này có khó khăn gì cứ gọi cho anh nhé, anh sẽ giúp em. Vì sao tôi phải gọi cho anh chứ? Vì anh là chồng cũ của em, là bố của con cún mà. Mỗi tháng anh sẽ chu cấp cho con gái gấp đôi số tiền mà tòa đã quy định. Không cần thiết đâu. Mẹ con tôi không cần tiền của anh. Anh nhớ nhá, mẹ con tôi không cần tiền của anh. Tôi nói xong rồi quay bước, Tuấn gọi với theo. Cô chê tiền ư? Nhà cô cũng đâu khá giả gì mà cô chê tiền chứ. Tôi không cần mấy cái đồng tiền dơ bẩn của anh đâu. Tôi thấy anh phải bán thân vất vả quá, nên tôi sẽ không lấy tiền của anh. Bảo trọng. Cô. Tôi nhếch mép cười rồi lên xe ô tô, bố mẹ tôi đã chờ sẵn. Bố mẹ ơi, chúng ta về thôi. Mẹ tôi nhìn tôi cười nói. <cười> Hôm nay cả nhà mình sẽ đi ăn tiệc để chúc mừng con. Chúc mừng con đã bỏ được một thằng tồi như nó. Vâng ạ. Từ mai bắt đầu công việc mới rồi. Cố gắng lên con gái nhé. Dạ. Cảm ơn bố mẹ nhiều ạ. 400 triệu mà Tuấn trả bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi cho tôi để tôi mở xốp quần áo trẻ em. Tôi có lộc nên dạo này xốp đông khách lắm. Nên tôi rất là bận rộn. Không còn thời gian để buồn nữa. Chỉ sau mấy tháng mở xốp Tôi chạy quảng cáo bán hàng, tôi đã gần như thu hồi vốn ban đầu bỏ ra. Con gái của tôi được ông bà ngoại chăm sóc chu đáo. Nói chung là cuộc sống của mẹ con tôi hiện tại rất tốt. Sau khi ly hôn, Tuấn chuyển về căn nhà mới sống cùng chị Hà. Hàng ngày chị Hà tới vui vẻ với Tuấn, tối chị về nhà chị ấy. Tuấn thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh ta được ở trong một ngôi nhà sang trọng tiền tiêu thoải mái cả ngày chỉ ăn với chơi không tuấn không hề biết là ông chồng của chị hà đã biết vợ ngoại tình và ông đang thuê người điều tra về vợ mình cái ngày ông ta xử tuấn chỉ là sớm hay muộn mà thôi tuấn về nhà thăm mẹ anh ta đưa cho mẹ một sấp tiền mẹ cứ chi tiêu thoải mái đi hết tiền con lại đưa cho Bà Lan ôm con trai rồi nịnh. Con trai của mẹ giỏi quá. Con là niềm tự hào của mẹ đấy con ạ. À. Mẹ hạnh phúc quá con ơi. Tuấn được mẹ khen hết lời thì anh ta lại càng tự tin vào cuộc sống tầm gửi hiện tại của mình. Ngày hôm nay chị Hà không tới nên Tuấn ở nhà ăn cơm với mẹ. Vì chị Hà cho nhiều tiền nên Tuấn gọi đều là đồ ăn ngon về nhà để ăn sau khi ăn uống no say cùng bố mẹ và em gái tuấn ra cổng vẫy taxi trở về nhà mình tuấn vừa ra đến cổng đã có một chiếc xe màu trắng đi tới anh ơi đi xe không anh có cho tôi về khu phố mới ok anh tuấn mở cửa và lên xe vì uống hơi nhiều bia nên mới lên xe anh đã lim dim ngủ một lúc sau tuấn tỉnh giấc anh dụi mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy con đường vắng và tối lắm. Nơi này không có ánh đèn, cũng không phải là đường về phố mới, anh liền nói: "Này này bác tài ơi, đi nhầm đường rồi, nhà tôi ở phố mới cơ mà, nhầm đường rồi." Anh tài xế không nói gì, vẫn cứ đi thẳng. Tuấn cáu quá, quát um lên: "Quay lại ngay! Tôi nói là đi nhầm đường rồi mà, anh đưa tôi đi đâu thế hả? Đưa mày về châu chơi." giọng nói người đàn ông lạ vang lên ở phía sau tuấn đang định quay lại thì bị một người đàn ông ngồi ở hàng ghế sau dùng một sợi dây siết chặt cổ lại à, à, ừ, ừ, ừ. tuấn gồng người lên dễ dụa thì anh bị đâm liên tiếp vào mạng sườn rồi đâm vào bụng anh không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa tôi đang bận đóng hàng để gửi cho khách thì mẹ tôi bế con cún sang hốt hoảng nói vì ơi vì thằng tuấn bị đâm chết rồi con ạ tôi hoang mang khi nghe mẹ thông báo tin dữ sao sao lại như vậy hả mẹ cảnh sát đang điều tra con ạ nhưng mẹ nghe người ta nói là do thằng tuấn cặp với một người phụ nữ hơn tuổi nên bị chồng của người đó thuê người giết con ạ mẹ nghe thấy mà sợ quá Tôi bàng hoàng nghe tin dữ. Vậy là hết một kiếp người. Tuấn đã phải trả một cái giá quá đắt cho những việc làm sai trái của mình. Bà Lan sau khi con trai bị đâm chết, bà ấy phát điên luôn. Lúc tỉnh, lúc mơ mơ, suốt ngày gào khóc. Cái ngọc phải trông mẹ không rời nửa bước. Ông Công thì vừa bị bắt về tội đánh bạc. Nhà cửa tan hoang, gia đình tan nát. Bài học rút ra là chúng ta hãy sống tử tế và đi trên chính đôi chân của mình với chính thực lực của mình. Không nên dựa dẫm và ỉ lại vào người khác bởi vì chúng ta sẽ không thể biết được con đường mà người vẽ ra cho chúng ta có đưa chúng ta tới vinh quang hay là sẽ đưa chúng ta xuống vực thẳm. Vậy nên chúng ta hãy là chính mình nhé.